Hello cả nhà, nay Dương lên bờ cả nhà. Nay đi biển cũng ít độ quá nên hai với Dương sẽ về lên bờ cả nhà. Về nghỉ vài bữa sẽ xuống lại. Dương về bữa xuống lại, bây giờ độ cũng hết hiếp nó ít không còn nhiều nữa cả nhà. Nên anh em quyết định về nghỉ vài bữa cho khỏe. Khỏe rồi Dương sẽ với hai rồi sẽ xuống đi bắt đầu làm lại cả nhà. Dương sẽ về ghé nhà anh hai trước, còn nhà Dương ở bên kia lại. Đi biển đồ ít quá, nay Dương lên bờ rồi cả nhà ơi. Nãy đi lên bờ nay đi quay những cái cảnh đồng cho cả nhà xem nè. Cỏ cả nhà. Đồng ruộng mênh mông. Bây giờ luôn cỏ. Đàn cháu theo dẫn đi trước cả nhà. Nhà cánh đồng ruộng rồi đó nha. Bên kia cái lộ nhỏ. Cháu vừa đang đi trước á. Nên nó dẫn đi quay bộ cho cánh đồng ruộng cả nhà xem. Rồi Dương về bờ có mớ mực rồi cả nhà, nấu xào dưa làm xương xương cả nhà. Còn một mớ mực à, như đây là xào dưa là quá ngon luôn cả nhà. Đã quá hấp dẫn luôn. Con mực bự bự không à. Mực rồi cả nhà. Này mới nái nái không? Này bằng xào dưa làm xương xương. Làm để dai nhậu chút chút anh em đi ghe biển về cả nhà. Đó, mực nào mấy chị bự không? Rồi cả nhà để Dương chế biến rồi cả nhà. Hai ốc xào nữa. Ở đây có nồi tôm với hải sản, có ghẹ tôm với ốc búa rồi cả nhà. Nay lên bờ về tới nhà chế biến anh em làm ra đó. Giờ anh hai nấu mực vô rồi, mực cần dưa là mát là thơm luôn. Ghẹ hải sản có ghẹ với tôm tít, tôm thẻ nè, tôm tít với ốc điện bọc, ốc búa với ốc đắng đủ thôi à. Giờ hôm nay cắt xào mực cả nhà, mực xào dưa anh em làm ra dai ta lên bờ cả nhà. Ăn muối hộp không cả nhà? Thích có ăn muối bịch lắm, muối hộp là ăn nó ngon hơn. Này em niềm đi, anh hai cũng nấu ăn cũng ngon. Này dưa cả nhà, xào dưa. Thơm quá trời. Đã vô. Wow. Quá đã. Anh hai giờ ông bỏ ghẹ ra dĩa rồi nha. Ghẹ chín nè, màu đẹp quá trời luôn ha. Ghẹ ba mát. Ghẹ trứng nè. Còn con ghẹ trứng nữa thôi nha. Con tết nè. Ở nhà thấy còn ghẹ trứng không? Thẻ nè, tôm tít, tôm thẻ. Đó, anh em về làm xương xương như đây ha. Với mớ ốc nè cả nhà. Mớ thò lông. Thò lông, ốc búa với ốc đắng nè. Rồi đem ngoài chắc nước. Búa này, con này có ốc búa nè. Thò lông. Thò lông con nào nấy mập nú nú cả nhà. Đó. Cái nhà thấy thò lông mập nú đúng không? Hả? Con này ốc đắng nè cả nhà. Khá. Cái này ăn quá ngon. Bỏ đây. Đây.
sôi ục ở nhà đá đã không? Chí này lên bờ rồi. Ăn bờ biển đem về đó nha, quá trời thơm luôn. À, cái dâu mực đó nha, dâu mực thì thấy đã không? Quá trời thơm. Đây, quá luôn. Đó rồi. Thơm quá. 32 anh em làm nhậu la dai nghe xương xương đó nha. À, mình lại lên bờ nữa nha. Hiện tại giờ biển ít đồ quá mình nên mới về. Đó, coi anh. Tao lao rồi. Xương xương luôn nè. Bẫy gì chứ có đắp gì đâu nhậu. Hả? Những bẫy gì chứ có đắp đâu nhậu. Tẹp nè, có ông chú. Vũ đế. Này về. Về biển quá. Về có chú là bẫy mực sầu dứa rồi ốc rồi bẫy bả. Tạp xương. Chứ này về ít đồ quá, nhậu ít. Chứ nào về nhiều đồ nhậu nhiều chút. Mở nhà mực mở má lên để như này. Cái điện thoại tao cũng vậy. Thì bán cái đó quen nó hết. Rồi bán nhiều cái khác rồi. Ngon. Giờ ông bắt ốc ông làm con ốc búa rồi cả nhà. Đó. Ốc búa quá trời bự. Búa hai anh em về đi te về. Nào lấy hết hồn luôn. Về đi ghe lên bờ là mấy bác cháu rồi lại chơi vui. Làm vậy xị thôi. Chụp người thấy được. Nhà này có ông Sáu rồi nha. Có ông Sáu. Ông Sáu đem có tôm với ní té rồi lá chùm vũ thấy cái đuối nhất tôi gì Sáu còn mồi điện Sáu xuống nhà đây nay có gì có mực gì ốc búa rồi nha. Đây đây có anh ba nè, chứ này về có đầy đủ bát có luôn bát út rồi anh hai anh ba này ở nhà thấy cũng quen rồi cả nhà. Này có bắt út với anh ba đây với ông Sáu là đấy thôi nha. Sáu là tiền TV rất đẹp trai luôn á. Quay lên chằn mướp rồi này nhậu cái chằn mướp luôn á nha. Này nhà anh hai cũng chằn chằn mướp một cái trái là ngồi cái đây nhậu là muốn nấu lẩu là lắc xuống luôn á nha, lắc xuống bỏ lẩu luôn. Hôm nay nhậu nhiều quá đủ lắc luôn hết. Quá thế nào nay về chuyến này về vui quá gặp mấy bác mấy anh mấy bác không à. Nó trên lòn xuống rồi ông anh trên nó bự năm đầy lắc rồi. Nó muốn này muốn bằng gà. Lá lá cũng gà hết. Nhậu đơn sơ ở nhà này về đi biển này rồi về là nhậu gặp mấy bác với chú. Dạ đâu có hiếm đâu có đâu mà. Anh rồi gặp đơn sơ cái gì. Lũ mình hai bao à, vô bao được rồi. Dạ, tại mấy chú cháu anh em cũng nhậu cũng thường xuyên, cũng ai cũng mệt hết rồi nha. Ông Sáu nè, ba, út, hai, ba. Lũ mệt hết rồi. Em đó hai bao mà không ấy. Mời mọc giờ cũng sắp hết, giờ cũng tạm nghỉ rồi nha. Giỏi cái này chắc. Rồi vô nhà cái nhà đất sau nha, như cũng hơi mệt cả nhà nghe nhớ xem hộ nha. Rồi bắt cháu rồi nhảy ngồi nhậu nha. Nhà đất sau nha, bye bye nha.